Dạ Vũ Văn Giang xin chào tất cả các bạn, trở lại clip mới của mình ha. Hôm nay Vũ lên lớp dựng chiếc E135, xe đẹp nha nè, áp đĩa còn sát chân ha, độ hao mòn của đĩa ít luôn ha, phuộc còn mới chát, ốc mấy ốc này còn sát chân ha. Đây áo kèo nguyên chiếc, giá rẻ rồi 19 triệu ha. Có mấy cái này mấy bạn trẻ vô tay kiểu nè, tay cầm kiểu qua giờ kiểu có cái này thôi. Còn lắp máy là máy gin, nước lơ sơn lắp nguyên gin, áo gin theo xe, có dán keo nguyên con đó, rồi đó, ốc tán đẹp sáng, còn độ mỡ gà cao đó. Đây ha, giấy huyện Phú Tân, đây bản số rồi 37K1 huyện Phú Tân nha anh em. Cốp thùng xăng nào đẹp. Cốp đẹp ha, thùng xăng đẹp. Máy chắc luôn. Để ngoài sao độ hao mòn cũng ít nha nam. Chưa nhiều ha. Hơi dầu còn đẹp thế. Đĩa rồi hai màu ít xịu ha, đó hai dầu đẹp sáng, bô cũng sạch đẹp, mâm còn sáng luôn, 19 triệu. Để hai mâm rồi cũng còn khá ha, gấp xe có bụi nha anh em, gấp còn sáng không có bị xét ha. Áo đẹp nguyên con. Cái center là nó giọng nồi gì đó nghe nè. Mười chín triệu à. Nha, phuộc rồi còn đẹp. Áo keo dán keo có định kỳ ha, ok. Đây. Nước lóc đồ còn đẹp á, cần số ở gì rồi, cần số bên kia với giò đạp nơi đẹp, cần thắng đẹp luôn, gấp đồ đẹp nha nha, xe này sạch xe ha, rồi máy nổ gam ti nhuyễn rồi, máy chắc ha, cứng khừ ha, rồi 19 triệu, rất là dễ sử dụng nha nam, theo dầu đẹp luôn ha. Để trước để sau độ hao mòn cũng ít, rất là ok. Ở cái đài này, nãy quên đài máy anh Đào, 20 mấy. Máy còn chắc nha, máy chắc máy chuẩn ha, nghe tiếng êm quá. Cái cản có dán keo anh em, chỉ có cái dây yên này có lập mới nè, mà ở trong đồ yên đồ mướp rồi cũng còn đẹp luôn ha, cốp đẹp 2011 ha. Thử đèn kèn nhanh đài rồi, đèn kèn nhanh đài ok. Rồi ok, thống nhất là cái xe này 19 triệu nha anh em, dễ sử dụng ha, trên tay 135, 19 triệu. Rồi rồi, thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.